Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, tôi với bà có can chi đâu? Giờ tôi chưa đến." Mẹ người nói với những người giúp việc: "Hễ người bảo gì phải làm theo." Ở đó có 6 chuông đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chuông đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chuông." Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc và đem cho người quản tiệc." Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đều đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu soàng hơn. Còn ông lại giữ rượu ngon cho tới giờ này." Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ đã tin người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những ngày tháng cuối năm hay đầu năm, các đám cưới đua nhau tổ chức. Đám cưới nào cũng vui, nhưng niềm vui kéo dài được bao lâu? Những lời chúc trăm năm hạnh phúc có thực sự đem lại hạnh phúc đến cho đôi tân hôn và làm cho họ hạnh phúc suốt đời không? Đám cưới Cana hôm nay cũng suýt lâm vào cảnh bế tắc. Tiệc đang nửa chừng thì hết rượu. Hết rượu là một bất trắc không ngờ. Trong gia đình, những bất trắc có thể đưa đến bất đồng. Bất đồng dễ đưa tới bất hòa. Đã bất hòa thì đường dẫn đến bất hạnh cũng không xa. Việc thiếu rượu của gia đình Cana nói lên những thiếu thốn của gia đình chúng ta. Có những thiếu thốn về vật chất: cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thiếu thốn tiền cho con ăn học, thiếu thốn thuốc men khi bệnh tật. Có những thiếu thốn về tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu khuyên bảo dạy dỗ con cháu, thiếu kính trọng trong đối xử, thiếu tế nhị trong lời nói. Nhưng trầm trọng nhất là những thiếu thốn về đời sống đạo đức: thiếu đức tin, thiếu lòng đạo đức sốt sắng, thiếu công bằng bác ái, thiếu trách nhiệm duy trì đời sống đức tin trong gia đình. Đời sống gia đình lúc đầu rất vui, nhưng sau đó, nếu không khéo gìn giữ sẽ trở nên nhạt nhẽo như nước lá. Nhạt nhẽo vì tình nghĩa phai dần, nhạt nhẽo vì những bổn phận nặng nề, nhàm chán, nhạt nhẽo vì những khuyết điểm không tránh được của mọi người. Thế nên có múc 10 chung nước lá để đấy thì cũng chẳng hâm nóng bầu khí gia đình lên được, nếu Chúa không ra tay biến nước thành rượu ngon. Những thiếu thốn và những nhạt nhẽo ấy hầu như vượt ngoài khả năng giải quyết của ta, nên ai cũng muốn mời Chúa đến nhà để Chúa cứu gia đình khỏi sự tan vỡ sụp đổ. Thế nhưng mời Chúa đến không phải là tổ chức làm phép nhà cho long trọng, ân tân gia cho linh đình. Mời Chúa đến không phải chỉ là làm phép bàn thờ cho đẹp,
che thật nhiều ảnh tưởng. Muốn mời Chúa đến, việc đầu tiên cần thiết phải là làm theo ý Chúa. Như Đức Mẹ dạy các gia nhân, người bảo gì thì phải làm theo. Nhờ làm theo lời Chúa mà gia đình Cana thoát khỏi cảnh xấu hổ, hạnh phúc gia đình được bền vững. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay giữa trần thế có biết bao gia đình sắp hết rượu, lắm cõi lòng đã mất hẳn niềm vui, nhiều cuộc tình đã rơi vào bế tắc. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy không còn nữa, làm sao cứu vãn được đây? Có nhiều gia đình đang đổ vỡ, có biết bao gia đình đang bị xáo trộn bởi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Có biết bao gia đình đang ly tán bởi ông ăn chả, bà ăn nem. Có biết bao gia đình rượu ngon đã cạn, chỉ còn đọng lại một chút rượu lành nhạt và chua cay. Thiếu rượu nồng của tình yêu nên dẫn đến đổ vỡ, nghi kỵ, hiểu lầm và ghen tương. Ước gì mỗi gia đình chúng ta cũng biết mời Chúa đến trong gia đình của mình. Và trên hết mọi sự, hãy biết sống theo lời dặn của mẹ Maria: người bảo gì anh em phải làm như thế. Sống theo lời Chúa, gia đình sẽ không thiếu niềm vui, không thiếu rượu ngon của hạnh phúc yêu thương. Nguyện xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho gia đình chúng ta luôn bình an và ngập tràn niềm vui trong tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Thank you.